Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lộn dưa chuột giòn ngon không ra nước nhé. Để là món dưa chuột giòn ngon này thì các bạn chuẩn bị cho mình hai quả dưa chuột này, một củ cà rốt, ớt một quả, một ít vài tép tỏi. Nào, các bạn sẽ ra dập đây cho mình. Và rau thơm thì chúng ta dùng rau mùi, bạc hà và rau húng thơm nhé. Đường, muối thì chút nữa mình sẽ nói sau, và các bạn có thể dùng chanh hoặc giấm nhé. Thì lúc nào mình ấy thì mình nói trước tiên thì các bạn sẽ lấy cho mình một âu nước muối để mình ngâm cái phần dưa chuột này nhé. Các bạn cho mình một chậu thau nước nhé. Dưa chuột thì cái đầu cuống này thì bao giờ nó cũng hay bị đắng, thì các bạn là sẽ gọt sâu vào cho mình một chút. Đây cho hết cái nhựa của dưa chuột đi. Cà rốt thì mình sẽ dùng nạo nhé, để mình nạo cái phần cà rốt này đi, bỏ đi, mình bỏ đi nhé. Củ cà rốt này. Phần cà rốt thì các bạn là sẽ tỉa hoa cho mình hoặc các bạn có thể bào sợi nhé. Bây giờ các bạn sẽ thái dưa leo ra cho mình. Khi phần ruột nó đặc như thế này các bạn ạ, thì chúng ta không phải bỏ nhé. Nếu mà phần ruột mà nó mà nhiều nước ấy, hoặc là to ấy, thì các bạn bỏ ruột đi cho mình nhé. Và mình thái dài ra. Đấy, mình cứ thái dài miếng dưa như thế này ấy, khi chúng ta ăn ấy thì nó cũng dễ ăn nhé và dễ gấp nhé. Đấy, thái hết ra cho mình như vậy. Bây giờ mình sẽ băm nhỏ phần tỏi này ra. Thái ra cho mình nhé, hoặc là băm tùy theo. Và nếu mà bạn nào ăn được cay nhiều thì chúng ta có thể cho ớt nhiều hơn nhé. Và cũng có thể mình chỉ cần một quả ớt này là đủ độ cay rồi ạ. Phần hạt này chúng ta sẽ bỏ đi. Sau khi mình thái xong rồi nhé các bạn nhé, mình đã được phần dưa chuột và cà rốt đây ạ. Rất chi là ngon và hấp dẫn rồi. Các bạn là cho mình một thìa bột canh các bạn nhé, một thìa bột canh ạ. Các bạn cho mình một thìa bột canh này. Và mình cho vào đây một thìa cà phê bột ngọt đấy nhé.
Các bạn cho mình một thìa cà phê muối nữa. Mình sẽ cho 2 thìa đường vào ạ. Bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp để lên các bạn nhé. Và các bạn để cho mình từ 10 đến 15 phút là có thể lấy ra để ăn cái món lộn dưa leo này nhé. Rất chi là giòn ngon mà không ra nước một chút nào, rất dễ ăn khi thời tiết thay đổi. Ngày hè nóng được hoặc các bạn có cỗ chúng ta cũng tranh thủ làm những cái món lộn đơn giản như thế này thôi. Gia đình chúng ta có thể ăn được rồi ạ. Và không thể thiếu là giấm, mình sẽ cho giấm vào đây ạ. Các bạn sẽ cho mình vào đây giấm nhé. Mình cho 2 thìa giấm ạ. Hoặc là các bạn có thể cho 1 phần 2 quả chanh. Thì mình cũng lấy 2 thìa cũng chanh là được. Giấm rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho mình phần tỏi ớt nữa ạ. Tỏi ớt. Chỉ là ngon và hấp dẫn. Các bạn để cho mình 15 phút. Sau khi được 15 phút thì mình sẽ cho phần rau thơm vào nữa và mình sẽ có món lộn thôi ạ. Khi mình đã để được 15 phút rồi, bây giờ các bạn sẽ cắt rau mùi, rau thơm vào cho mình nhé. Sau đó mình trộn lên thôi là có thể ăn được món lộn này luôn. Các bạn nêm nếm cho mình nhé, xem là gia vị đã vừa với khẩu vị gia đình nhà mình chưa. Sau đó thì mình mới cho ra đĩa và cho ra đĩa là mình rắc nạc lên trên nhé. Thì nó không bị ỉu và lại dễ ăn hơn. Rất chi là giòn ngon rồi ạ. Các bạn như chuột này. Rất ngon nhé, không bị ràng nước nhé. Đấy, bây giờ các bạn cho ra đĩa luôn. Đây các bạn, như vậy là mình đã được một đĩa dưa chuột như vậy đấy ạ. Lộn dưa chuột và các bạn sẽ cho mình phần lạc rang lên trên nhé. Giòn ngon, không ra nước một chút nào cả khi chúng ta làm như thế. Mình làm dưa chuột này xong ấy thì các bạn ăn luôn ấy thì là nó sẽ không bị ra nước. Nếu càng để lâu thì mới ra nước nhiều. Và dưa mà nếu nào mua dưa không có ruột ấy, thì ruột nó bé thì nó sẽ ngon. Các bạn trang trí cho mình một ngọn rau mùi lên trên ở giữa cho đĩa rau nó thêm sinh động ạ. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong một đĩa lộn dưa chuột giòn không ra nước nhé. Chỉ cần 2 quả dưa chuột và các bạn dùng cho mình một củ cà rốt này, một ít rau mùi, rau thơm, rau bạc hà và chúng ta dùng lạc, bột canh, một thìa bột ngọt, một thìa muối và mình dùng 2 thìa đường, 2 thìa giấm các bạn nhé. Là các bạn đã có món ngon như thế này rồi. Chúc các bạn và gia đình có một món nộm dưa chuột ngon nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình.